Chào cả nhà. Cả nhà ơi, mình mới mua được cái cây mà cây thông á các bạn, để cái mùa mà Noel nó vui trong gia đình đó các bạn. Mình quay cho các bạn xem cho vui nha. Cây thông nó mới lớn nè các bạn. Cái cây này các bạn thì mình mua cái cây nhỏ thôi để trên cái bàn á các bạn, cho nó đẹp. Cái nhà người ta để trong cái ly vậy nè các bạn. Cái cây này cây tươi nè cả nhà, mình mới tưới nước đó. Thường thì đôi lúc á, nhiều người thích cái cây bự á, các bạn thì mua cây bự về để dành ở nhà trồng, thì mình mua cây nhỏ để trên cái bàn cho nó vui. Các bạn thấy thương không, người ta để trong cái ly này, người ta để bắt trong đây cho nó sống á. Ngày mình tưới ít ít nước vậy đó, cho nó sống để nó héo dễ thương cả nhà. Người ta có để gì ngôi sao trên đây nữa nè, dễ thương nè các bạn. Tới ngày lễ đó, Giáng sinh đó, con mình nó tặng cho mình nè các bạn đó, mấy đứa nhỏ tặng vui lắm cả nhà ơi. Nó mua nè, có cái vỏ bao ngoài giống như ông già Noel nè các bạn nè. Đó, cho mẹ vui ha. Bên này thì cái nón. Nón với cây gậy ông già Noel. Bên này nữa nè các bạn, nó tặng cho mình ba hộp. Có con á các bạn ơi, nó tặng á, món quà tuy không có lớn nhỏ thôi mà mình thấy mình hạnh phúc lắm các bạn. Chút nữa mình khui ra coi nó tặng cái gì trong đây. Thì mình được hai đứa con gái đó các bạn, thì nó mua quà nó tặng vậy đó, tới ngày lễ là nó mua nó tặng cho mẹ vậy đó. Mình vui, mình quay cho các bạn xem cho vui đó. Cỡ này á các bạn, cái mùa lạnh rồi nó, cả nhà thấy không, bữa nay là ngay ngày Giáng sinh luôn đó các bạn, ngoài sương mù lạnh lắm. Cả nhà thấy thấy thương không? Mình để ngay trong cái bàn ăn cơm đó các bạn, cái mình ngắm nó mỗi ngày cũng thấy vui lắm. Nó gọn mà nó đẹp. Các bạn thấy không, cái bàn ăn cơm của mình á tùm lum hết trơn rồi nè, bánh trái quýt đồ của mấy đứa nhỏ gia đình ăn. Mùa Giáng sinh mình chúc cả nhà nhiều sức khỏe, gia đình mình có cái gì trong gia đình vui đó mình chia sẻ với các bạn vui cùng mình nha. Bye cả nhà.